Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta thêm cái Gmail vào trong cái nick Facebook của mình nha. Thì vì một cái lý do nào đó mà các bạn muốn thêm cái địa chỉ Gmail vào để mà chúng ta bảo mật lấy lại cái tài khoản Facebook của mình, hay là chúng ta có thể dùng cái Gmail đấy để đăng nhập vào trong cái Facebook của mình nha. Thì cũng như các nhu cầu đó, thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta thêm được cái Gmail của mình vào trong Facebook để mà chúng ta bảo mật tài khoản và đăng nhập nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Thì bước đầu tiên á, các bạn mở cái ứng dụng Facebook của mình lên. Bây giờ mình sẽ thoát ra mình vào lại đi. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra mình vào lại ứng dụng Facebook này. Rồi, thì sau khi các bạn mở ứng dụng Facebook lên rồi á, thì các bạn bấm vào cái mục ba gạch này. Sau đó các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào cái mục cài đặt và quyền riêng tư nha. Thì các bạn làm theo như mình hướng dẫn là được nha. Sau đó các bạn bấm vào cài đặt. Thì mình thấy thêm cái Gmail vào trong Facebook thì mình thấy nó cũng rất là đơn giản thôi nha, không có gì khó đâu. Rồi thì sau khi các bạn bấm vào cài đặt rồi á, thì bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục thông tin cá nhân này. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục thông tin cá nhân chỗ đây. Rồi sau đó các bạn bấm vào thông tin liên hệ nha. Thì hiện tại trong cái phần thông tin liên hệ á, nó có mỗi số điện thoại thôi. Thì bây giờ các bạn thêm một cái thông tin liên hệ mới, là các bạn bấm vào cái mục dưới đây, thêm thông tin liên hệ mới màu xanh đây. Các bạn bấm vào. Thì trong đây nó để là bạn muốn thêm gì, thêm số điện thoại và thêm email. Thì bước này các bạn cũng có thể thêm số điện thoại nha. Mình thì mình thêm Gmail nên mình bấm vào cái mục thêm email. Rồi thì sau khi các bạn bấm vào thêm địa chỉ mail rồi á, thì nó để một cái mục cho chúng ta nhập cái Gmail của chúng ta vào nha. Thì bây giờ mình sẽ nhập cái Gmail mà mình muốn thêm vào để mình coi lại cái Gmail của mình thử. Mình cũng hay quen cái Gmail đó. Đây, Gmail của mình là Cao Thị Nhi 010271. À, quen mình bấm vào nhạc rồi. Vào lại Facebook nha. Rồi mình nhập cái địa chỉ mail của mình đó. Cao Thị Nhi 010271 gmail.com. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mục đây nha, chọn tài khoản cho email này. Thì sau khi các bạn đã nhập cái Gmail mà các bạn muốn thêm vào rồi á, thì các bạn bấm vào tiếp nha. Và các bạn bấm vào chọn tài khoản rồi á, các bạn bấm vào tiếp nha. Rồi sau đó để là nhập mã xác nhận nè. Thì bước này các bạn kiểm tra trong cái thư mail của mình nha, là bằng cách các bạn vào ứng dụng Gmail này. Đó, các bạn thêm cái Gmail nào á, thì các bạn vào cái thư đó nha, thì nó có xác nhận mail này. Nếu như mà các bạn ghi một cái địa chỉ Gmail khác á, thì các bạn không thể nào mà nhận được nha. Các bạn phải đăng nhập cái địa chỉ Gmail đó vào thì các bạn mới nhận được cái thư này nha. Mình lưu ý nha, có một số bạn thì thêm vào rồi nhưng mà các bạn thấy nó không có gửi cái xác nhận mail tới như thế này đó, nên mình lưu ý là các bạn đăng nhập cái mail mà các bạn thêm trên Facebook á vào trong ứng dụng Gmail rồi thì các bạn mới có thể nhận được cái thư mail nha. Rồi thì sau khi các bạn bấm vào cái thư mail thì nó có chúng ta cái mã này là 1847991 này, thì các bạn nhập nha, không là các bạn sao chép, các bạn bấm giữ và các bạn sao chép nha. Đó, và các bạn vào lại ứng dụng Facebook này, các bạn nhập cái đây thì nó cũng có chỗ đây rồi nè, mình bấm vào đây rồi sau đó bấm vào tiếp nha. Rồi sau đó để là bạn đã thêm mail của mình vào các tài khoản đã chọn, rồi sau đó bạn bấm vào đóng nha. Ok, vậy là mình đã thêm cái địa chỉ Gmail vào trong Facebook của mình thành công nha. Nó để là đang chờ xác nhận nhưng mà thực chất là mình đã xác nhận rồi nha. Các bạn vào lại đi. Đó, là nó không để xác nhận nữa. Rồi vậy là mình đã
cài thành công cái Gmail vào trong cái Facebook của mình nha. Bây giờ các bạn có thể đăng nhập bằng cái Gmail này, hoặc thì chúng ta có thể lấy lại tài khoản bằng cái địa chỉ Gmail này nha. Rồi thì video của mình cũng dừng tại đây nha. Video này thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta thêm cái địa chỉ Gmail vào trong Facebook của mình. Cuối video mình cũng chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình nha. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.